Mấy đứa con từ trên trời rơi xuống nó đảo lộn cuộc sống của tôi hết rồi. Thì điều gì sẽ xảy ra, chăm lo các con đến tuổi già, rồi ngày phải lo xa. Ôi thôi nghĩ suy sao mệt quá. Sẽ mai bên chàng dù rằng đôi khi cha hay trách con trai mắc lạc. Để rồi khi ta chung một nhà hiểu lầm khi xưa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới bên ta hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cùng sẽ chia tình cười hà. Mãi ở bên cha sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta phong ba bước qua. Vì nơi đây sẽ chính là nhà có tình yêu thương thiết tha. Và cha sẽ mãi mãi chờ chờ, may mắn sẽ đến bên con. Dù những đứa con trên trời rơi xuống đáng yêu quá chừng. 3 cục kẹo, 4 cục kẹo, 5, 6, 6 cục kẹo. Đếm hoài luôn á trời, sáng giờ đếm hoài luôn á. Chị Việt Thi, em hỏi chị nè, chị có bạn trai chưa? Có bạn trai gì? Chị chơi với bạn gái thôi chứ. Trời ơi, chị Việt Thi chơi với bạn gái kìa. Ừ, thì tất nhiên rồi. Hồi bữa ở nhà có nguyên đám bạn kia kìa, là con trai luôn á. Nó lại nó ghẹo chị. Chị đánh nó một cái nha. Yo, what's up? Con nhỏ này. Nè, mình trả bạn á. Xin lỗi nha. Ủa, bạn xin lỗi mình chi vậy? Hồi nãy mình đụng trúng bạn á, mình làm rớt kẹo của bạn nè. Thôi mình cho bạn luôn á. Cái gì vậy? Kẹo của bạn mà nè, cầm. Ê Nơ, ai vậy? Em của tôi đó. Kệ ông, đi học nhanh lên, bệnh trễ học rồi nè. Việt Thi. Ê, bạn cái gì nữa? Mình nói xin lỗi bạn, mình trả kẹo cho bạn rồi mà, mình còn muốn gì nữa? Mình tên là Bình, còn bạn tên là gì? Nu. Ừ. Bạn có thể cười với mình một cái được không? Tại sao phải cười? Để chúng mình làm quen. Nè, cười giống như mình nè. Nè, bạn cười đi, mình cho bạn cục kẹo. Không cần đâu. Được chưa? Bạn cười xinh quá à. Bạn tên gì vậy? Nu. Nu. Bạn cười với mình cái nữa được không? Sao phải cười nữa vậy? Để làm quen thêm một lần nữa. Cho bạn 22 cục kẹo. Xin khỏi. Được chưa? Thôi, trễ rồi, mình đi học nha. Ê, Nu, mặc dù tên rất xấu nhưng mà khuôn mặt bạn ấy rất là dễ thương. Rồi mà không biết trong ống heo có đủ tiền để đi ăn kem không nữa. Tiền coi rồi, đứng lại. Trong ống heo có đủ tiền đi ăn kem. Đang cầm gì đó? Đâu có cầm gì đâu. Lấy điện thoại của ba Tùng đúng không? Chị mét ba Tùng cho coi. Em đâu có cầm điện thoại của ba Tùng đâu. Trời ơi, cái gì vậy con? Bên trời đất ơi, đi đứng cái kiểu gì kỳ cục với cái thằng này. Dạ, chào chú. Ủa, có chuyện gì vậy? Con không biết nữa, mà như nãy Bình nó cầm điện thoại chú á. Nè, điện thoại chú nè. Hồi để nó đi, còn bé An đâu rồi? Bé An nó đi sinh nhật rồi mà. Sao bây giờ có mình con à? Con làm ơn con lên trên đó, con chuẩn bị đồ của chị Vi sắp qua rồi đó. Trời ơi, chị Vi sắp qua nha. Hẹn hò nha. Đi lên phụ giùm coi. Biết rồi. Phi à, hôm nay là những ngày sinh nhật của em. Anh xin chúc cho em hạnh phúc bên ba Đức. Với lại hạnh
hạnh phúc bên người em yêu. Người nào? Cái gì ạ? Hết hồn hết vía. Trời đất ơi, sao tự nhiên xuất hiện từ đằng sau vậy em? Bên người em yêu là người nào? Thì người yêu của em yêu người nào? Ủa chứ phải anh hả? Này anh đẹp quá. Anh này, em lúc nào chẳng đẹp. I want to kiss you. Giờ ấy mệt quá, không hiểu. Anh muốn hôn em một cái quá. Sao tự nhiên anh muốn hôn em cười vô mặt anh vậy? Hôm nay anh đẹp thiệt luôn á Vi. Đói mà, có mấy đứa nhỏ nhà mà kỳ quá. Một cái thôi. Nói. Cho anh một cái thôi. Thôi mà có gì lên phòng đi. Trời. Hả? Không phải. Không, em nói mấy đứa nhỏ trên phòng nó nghe được. Em không tự nguyện là anh phải cưỡng đoạt á nha. Cái gì? Cái gì vậy? Trời đất ơi, mấy đứa nhỏ trên đó còn nguyên một cái nha. Chờ chờ chút nha. Ủa anh Tùng ơi. Hả? Có ai nhắn tin nè. Đọc giùm anh đi, anh đang trên này mà. Hẹn ở quán kem cũ nha. Mình chỉ gặp bạn được đúng 2 tiếng thôi. Hôm nay bạn có bận lắm không? Mình đi ăn kem nha. Không sao, mình đợi được mà. Hẹn bạn chiều nay 3 giờ ở quán kem cũ nha. Bạn thích gì mình sẽ mua cho bạn. Không gặp không về. Yêu là thấu hiểu nhau. Tình yêu ơi tình yêu. Đã chuẩn bị xong hết rồi đó em. Cũng còn một nụ hôn nồng cháy chứ. Anh thích cái gì đó tự nguyện. Dạ. Sao như quýnh anh mạnh vậy? Mình nhớ bạn lắm hả? Nhớ rồi đâu có cần phải tán vô mặt anh vậy đâu. Sao tự nhiên hôm nay em bạo lực dữ vậy? Bạn thích gì? Mình mua cho. Mình chỉ thích bạn hôn mình một cái thôi. Trời ơi. Chia tay luôn đi. Cái gì vậy? Bi. Bi. À. Trời ơi chết tôi rồi. Ba ơi, cho con 20.000 mua trứng cút ăn đi bà. Trứng cút giữa đâu ra? Tào lao quá, đi đi. Ủa con xin ba tiền sao ba la con? Ba trong hoàn cảnh này mà mua trứng cút gì? Còn la nữa. Trời ơi trong nhà này không ai hiểu tôi hết. Còn với cái không phụ giúp gì hết. Ủa ai bị ba không cho con tiền mua trứng cút ăn? Cấm nha. Bà cấm con từ nay về sau nhắc ra từ trứng cút nha chưa. Ủa chú Tùng bị gì vậy? Em không biết nữa, tự nhiên ba không cho em ăn trứng cút. Tào lao quá đi. Ba phạt con bây giờ đó. Dạo này chị thèm ăn trứng cút ghê. Ủa Bình, em giấu ba gì đúng không? Đâu, nó có giấu gì đâu. Rõ ràng tin nhắn lúc nãy là em nhắn, đúng không? Mới cái bài lớn, bài đặt hẹn với họ. Con nít con nòi bây giờ quỷ ma quá trời quỷ ma. Em mà không nói nha, chị mét bà. Ơ trời, giấu giùm em đi chị. Bây giờ chị muốn gì em mua cho chị á. Thiệt không? Thiệt muốn gì không? Vậy cho chị đi ăn kem chung đi. Ôi không cho đâu. Không cho đi mét. Để lên thay đồ nhớ nha. Phải dẫn cái bà này theo nữa hả trời. Bình. Bỏ cái mắt kính xuống coi. Nhanh lên. Làm cái gì mà điêu đẹp. Con bé kia,
ngẩng mặt lên coi. Làm gì có cái mặt xuống vậy? Nhìn chị nè. Hai cái đứa này đi ăn còn hiện đi nữa. Bình ơi, sao bạn nói bạn hẹn có mình mà sao còn ai đây nữa? Thì ban đầu là vậy, nhưng mà coi bộ hôm nay Bình vào nha. Bao kem ba đứa luôn. Nhờ tiền em để ông Heo nên mới được đó. Nu ơi. Ê, bỏ cái tay xuống. Làm gì vậy? Làm gì mà đụng chạm nhau vậy hả? Con nít con noi à? Không được đụng chạm nghe chưa? Ngồi im. Nu ơi, bạn ăn cái gì? Ê nhóc, tên gì? Dạ, em tên Nu. Cái gì? Cái gì Nu na, Nu nóng, gì đây? Ê Nu Nu, tên gì mà nghe khó chịu à? Họ vậy tên? Dạ, em tên Nu, là em tên Nu á. Thì biết là tên Nu rồi. Gia đình sao? Ba mẹ ở đâu? Làm nghề gì? Rồi quen được Bình nhà chị bao lâu rồi? Trả lời đi. Chị hỏi gì mà nhiều chứ, sao người ta trả lời? Thì phải hỏi đàng hoàng chứ. Cái thằng này khó chịu à. Chị bạn Vũ à, nó ăn kem với bạn nó đâu. Mình trả kem trả nước cho bạn nè. Mình đi về. Bình, ngồi em. Đó, thấy chưa? Con gái con đứa gì á, mới hỏi có vài câu à lại bỏ về rồi, chẳng lẫy rồi. Thấy chưa? Chị cấm nha. Chị cấm không có được quen mấy người con gái yếu đuối như vậy nghe chưa? Nghe chưa? Chị đúng là quá đáng đó. Em nghĩ chơi với chị luôn. Trời, cái thằng này hổ. Mày Bên, Bên, chị không tốt với em mà. Bên. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Nào mình cùng sẽ chia tiếng cười. Mãi ở bên cha sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta. Phong ba bước qua vì nơi đây sẽ chính là nhà. Có tình yêu thương thiết tha và cha sẽ mãi mãi trêu chè. May mắn sẽ đến bên con dù là những đứa con trên trời rơi xuống đáng yêu quá chừng.